Alo, bây giờ là 9:30 sáng chủ nhật rồi. Và đây là tổng đài chị Thỏ Ngọc, nơi giải đáp tất cả những tâm tư tình cảm cho các bạn nhá. À, không phải, nhầm rồi anh em ơi. Đây là tàu nhanh công nghệ số thứ 13 và vẫn là mình Nami đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Một, Intel vẫn nắm giữ vị trí số 1 nhà cung ứng chip bán dẫn, bất chấp năm 2020 đầy khó khăn. 2. Lộ diện hình ảnh được cho là của 6700 XT, 12GB RAM. 3. RTX 3060 Ti lộ diện, hiệu năng vượt 2080 Super. 4. Cyberpunk 2077 chính thức công bố cấu hình, không hỗ trợ Ray Tracing cho AMD. Như các bạn cũng biết đấy, năm 2020 là một năm cực kỳ khó khăn đối với nhà Intel và có một chuỗi tất cả các sự kiện dài dằng dặc xảy ra từ đầu năm cho tới gần như là cuối năm ở thời điểm hiện tại. Và có thể kể đến cái sự kiện đầu tiên, đó chính là việc ra mắt thất bại chiếc CPU desktop 10 nanomet. Và chính với cái lý do này mà giám đốc kỹ thuật của nhà Intel thì đã bị sa thải. Rồi tiếp theo đó là về phía bên đối thủ thì họ lại cho ra mắt rất thành công những chiếc CPU Zen 3 và đây là những cái sản phẩm đối đầu trực tiếp đối với CPU Intel thế hệ thứ 10. Rồi không dừng ở đó anh em ạ, gần cho tới thời điểm cuối năm ăn Tết vui mừng rồi mà chúng ta lại bị chốt ngay vào mồm một cái việc hủy hợp đồng không sử dụng CPU Intel nữa dành cho MacBook của nhà Apple. Nhưng không vì thế mà làm giảm sức mạnh của ông lớn màu xanh da trời này đâu các bạn ạ. Bởi vì theo báo cáo gần đây nhất mà mình có cập nhật được là đó là trên IC Insight thì Intel vẫn đang nằm chễm chệ trên vị trí số 1 về sản lượng chip bán dẫn được bán ra trong năm 2020. Mặc dù 2020 là năm khó khăn với ngành công nghệ bán dẫn nói chung, thế nhưng mà tổng giá trị ngành công nghệ này lại dự đoán tăng 13% so với 2019, cao hơn dự báo là 6%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này thì cũng không san bằng mà có sự phân tách. Intel thì vẫn vị trí số 1 nhưng mà tăng trưởng chỉ có 4%, Samsung top 2 tăng 9%. Và đáng kể nhất thì đó phải là về cái tên TSMC, NVIDIA và AMD với mức tăng trưởng vượt bậc là 31%, 50% và 41%. Và điều này thì cũng sẽ dễ hiểu bởi vì TSMC đang rất mạnh tay trong việc thu nhỏ tiến trình bóng bán dẫn và được các đơn vị như là Apple hay là AMD tin dùng. Đặc biệt là tiến trình 5 nanomet thì đã hoàn toàn kín lịch đặt hàng bởi Apple, cho thấy TSMC đang trên đà phát triển. Và bây giờ thì chúng ta cũng chỉ ngồi đây và hy vọng rằng là với cái tiến trình 10 nanomet trong năm sau của Intel thì sẽ có một cái sự tăng trưởng tốt hơn cũng như là cạnh tranh sòng phẳng với các nhãn hàng khác để người dùng như chúng ta là người được hưởng lợi nhiều nhất. Trong tuần vừa rồi thì mình cũng đã có một video về unbox cũng như là test nhanh chiếc RX 6800 XT này. Nếu như bạn nào chưa xem thì có thể bấm vào cái đường link phía bên trên này để xem lại nhá. Và gần đây nhất thì AMD cũng đã bắt đầu lộ diện những cái hình ảnh tiếp theo của dòng sản phẩm mới, đó chính là RX 6700 XT. Bạn này sẽ có 12GB RAM. Và nói chung là cứ theo như cái luồng logic này thì có lẽ đây sẽ là sản phẩm tiếp theo của 5700 và đặc biệt sẽ là sản phẩm đối đầu trực tiếp đối với 3060 Ti của NVIDIA. Con số 12GB RAM thì theo mình thấy thực sự là khá thừa thãi. Không rõ là lượng RAM này sẽ chạy ở băng thông 192bit hay là 256bit. Bởi kể cả với chuẩn GDDR6 mới nhất của JEDEC thì chạy ở tốc độ 16GB trên giây. Cũng chỉ đạt băng thông tối đa là 384GB trên giây, ít hơn con số 448GB trên giây của RX 5700. Về công suất tiêu thụ điện thì 6700 XT sẽ tốn khoảng 180-220W điện, còn 6700 sẽ tốn khoảng 150W. Trên trang Video Card thì đã dự đoán rằng RX 6700 XT sẽ có 40 CU, tương đương với 2560 Stream Processor, tương đương thế hệ cũ nhưng mà có lẽ xung cạch cao hơn và công nghệ Infinity Cache sẽ tạo nên sự khác biệt. Và để đối đầu trực tiếp đối với RX 6700 XT thì NVIDIA cũng đã dần hé lộ về chiếc 3060 Ti của mình và chính xác thì lịch được ra mắt sẽ là vào tháng 12 tới đây. Nếu như 3070 thì được so sánh ngang bằng được với 2080 Ti thì 3060 Ti thì sẽ có sức mạnh cao hơn so với 2080 Super và mức giá của bạn này thì sẽ khoảng là $400, tức là vào khoảng 13 triệu đồng Việt Nam các bạn nhé. 3060 Ti sẽ dùng chung GPU GA104 với 3070 nhưng mà tất nhiên thì sẽ bị cắt giảm thông số, còn lại là 4864 CUDA Core, 152 Tensor Core và 38 RT Core. Bộ nhớ sẽ giữ nguyên như 3070, tức là 8GB GDDR6 256bit và tổng băng thông là 448GB trên giây.
Theo như thông số được dò rỉ thì 3060 Ti sẽ có hiệu năng vượt 2080 Super đang có mức giá khoảng 20 triệu đồng. Nếu so sánh trực tiếp với 2060 Super thì 3060 Ti vượt khoảng 40% hiệu năng. Và để cho chắc cốp hơn thì trên Reddit PC Master Race có hẳn ảnh vỏ hộp của 3060 Ti TUF Việt Minh với mức giá được đồn đoán khoảng là 399 đô la, nhưng mà Việt Nam thì có lẽ sẽ rơi vào khoảng 13 triệu đồng. Và thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó chính là về cái cấu hình yêu cầu dành cho Cyberpunk 2077 đã chính thức được công bố. Và ngay sau khi mà đọc được cái thông tin này ấy, trong đầu mình đã lóe lên một cái suy nghĩ rằng là lần này EA có lẽ là đã đi đêm rất sâu đối với lại CD Projekt Red, bởi lẽ là có thể vô hiệu hóa được cái tính năng ray tracing khi mà hệ thống của chúng ta sử dụng cả AMD. Nói chung là chi tiết như thế nào thì bây giờ anh em hãy cùng với mình tìm hiểu nhá. Cụ thể là RX 6000 vừa được ra mắt. Để tối thiểu chơi được siêu phẩm này ở độ phân giải Full HD thì các bạn sẽ cần tối thiểu là Core i5-3570K và RX 470 hoặc là GTX 7850 cùng với 8GB RAM. Nhưng mà nếu muốn bật ray tracing thì cấu hình được đẩy lên khá cao với yêu cầu là i7-4790, 16GB RAM và RTX 2060. Tuy nhiên là mức tối thiểu này chỉ gọi là xương khi mà dựa theo bảng. Mình suy nghĩ cấu hình chơi mượt mà được Cyberpunk 2077 thì sẽ yêu cầu tối thiểu sẽ là Core i3-10100F hoặc là Ryzen 3-3200G, 16GB RAM và card thì sẽ dùng là 1060 6GB hoặc là RX 580 trở lên. Và game thì sẽ được phát hành vào ngày 10 tháng 12 tới đây trên hệ thống PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One và Xbox Series X, Series S. Và tàu nhanh công nghệ của chúng mình thì thường xuyên được phát sóng vào 9:30 sáng chủ nhật hàng tuần. Các bạn nhớ đón xem ở trong tuần sau nhé. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!